cuộc đời là những việc đáng kết nối vẫn âm thầm kịp nào nhưng đâu có sống và đang tìm về bên con thì không tâm hồn thì đang rất đau như con người ta chơi với hàng rào. Hãy coi đây là một bài thơ trong một bài nhạc. Mỗi ngọn chén chú chén mang chúng bạn đang quen. Tại anh đặt tiếng cơn vang chân đạp đìa thiên. Yeah! Ngạo xanh của vùng trời từ đầu thiên môn. Ngạo du khắp chốn lắc tay nhìn đời động lòng nhân gian. Sự vật vô thường, tiền tài che mắt ta thì lôi tất ra điều thực hư. Điều mình lỡ nói ra ở quá khứ như lời mật thư. Tự do nơi chúng ta là thứ tự do trong giam giữ. Ai cũng muốn về nhất thì ai là tam tư. Kẻ liễu manh tính sát nhân mà làm thân. Tiền xanh là thứ mất cái vùng bàn chân. Được minh hoàng hôn thờ ta lúc tan tầm. Hộ lên rừng xanh thì nói cứ cát gần. Ngạo xanh của vùng trời từ đầu thiên môn. Ngạo du khắp chốn lắc tay nhìn đời động lòng nhân gian. Lời phô trương, sự vật vô thường. Năm nhìn ra ngoài kia kiếp sao, sống không sai ngước cao đầu. Năm 20 sọc ngang tứ phương, đem máu gân ra thương lượng. Nóng tâm can bằng 2 mét thương, sắc cầm dao trên ấn đường. Cõi nhân gian lạnh hơi thấu xương, xếp về vai bằng ngân lượng. Sống nguyên kiếp này kiếp sau ta cũng như đóa hoa nhanh tàn. Tao không khăn hầu mất môi nhiên răng với lũ